Đây là rau dền Nhật mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái rau này xuống để nấu canh. Và cái rau này thì nó rất là dễ trồng mọi người ạ. Nó dễ trồng lắm ấy, mình chỉ cần đi xin con giống về, sau đó là mình vùi xuống đất thì nó sẽ lên được như thế này này. Đây mình vừa cắt trụi nó đi như thế này. Với cái rau này thì mọi người đừng có cấu ngọn nhé mọi người. Mọi người phải cắt trụi như thế này này. Thì từ lần thu hoạch này cho đến lần thu hoạch lần sau nó cách nhau khoảng 1 tuần. Tức là hôm nay mình cắt nó đi thì đến 1 tuần sau là nó sẽ lại mọc lại tiếp tục như vậy, xanh non. Và mình sẽ cắt nó đi để mình ăn. Bởi vì cấu ngọn thì nó sẽ không đều được. Và khi lên thì nó sẽ ôi chết rồi, mình nhổ cái cây này lên rồi. Thôi, lại bỏ nó xuống đây mai nó lại lên đấy mọi người. Cây này rất là dễ trồng. Đây, mình thu hoạch được một rổ đầy như thế này này. Thì một rổ đầy như thế này thì mình nấu một bữa canh cho cả nhà. Bởi vì lần trước thì nó lên ít thì mình sẽ chỉ nấu được một bữa canh cho trẻ con thôi. Còn nhiều như thế này thì cả nhà ăn được mọi người nhé. Rau dền này thì là một loại rau rất là bổ máu, tốt cho máu. Và trẻ con ăn thì rất là thích hợp, nó cũng rất là dễ ăn nữa. Tuy nhiên thì cái cách nấu của nó thì mình cần phải để ý một chút. Bởi vì nếu mình không để ý thì nó sẽ bị nhũn ra và ăn nó sẽ không ngon. Thì bây giờ xuống dưới nhà mình sẽ nấu nhá. Đây mình vừa mới lặt rau xong mọi người ạ. Được một rổ rất là đầy. Cái này thì chắc là mình chia đôi ra, chia ra làm 2 bữa thôi. Vì một bữa thì nhiều quá. Ơi làm sao con? À con rể sang nhà chúng ta à? Thế anh ăn cái gì đấy hả con rể? Chè báu. Anh ăn cái gì đấy? Anh không chào mẹ à? Anh sang mà anh không chào mẹ à? Chào mẹ vâng. Thế à? Thế này anh có ở nhà mẹ ăn cơm không? Chào chồng vâng. Chào bác vâng chứ. Anh à. À thôi được rồi. Thế anh đi ra ngoài đi, để cho mẹ đang quay video của mẹ nhá. Mình đã chia ra một nửa cất đi và sẽ nấu một nửa. Cứ nấu vừa vừa thôi mọi người ạ. Nấu nhiều thì ăn nó cũng hơi bị nồng và cũng không ngon lắm đâu. Đây là thịt. Mình mua 15.000 thịt xay và hành. Bây giờ mình sẽ phi hành lên. À còn nước thì bây giờ mình định nấu bao nhiêu canh thì mình sẽ lấy cái bát đó. Chỉ cái bát đó để đong nước. Và mình sẽ dùng từng đầy nước để nấu ra được một bát canh này nhé. Mình sẽ phi thêm cái hành này. Bình thường thì mình sẽ nấu vào cái son. Thế nhưng mà do hôm nay quay clip nên là mình sẽ sử dụng cái chảo này để cho nó dễ nấu. Bởi vì một tay thì mình đã cầm máy rồi, mình để vào cái chân quay thì nó lại mình thấy nó khó quay hơn. Dầu sôi rồi thì mình sẽ cho cái hành này vào mình phi thôi. Cũng chưa được, dầu cũng chưa được nóng lắm nhỉ. Cái rau dền Nhật này hôm trước, mới tuần trước mình ăn thì chỉ được một bữa thôi. Nhưng mà khi mà mình càng cắt nó đi ấy, càng lặt nó đi ấy, thì nó sẽ mọc lên các nhánh mới càng nhiều. Nên là lần này mình cắt đấy là mình đã ăn được 2 bữa rồi đấy mọi người ạ. Với cả cái rau này nó rất là dễ trồng. Mọi người chỉ cần trồng 1 bụi như của nhà mình là 1 tuần mình ăn 1 đến 2 lần là cũng được rồi. Còn lại những bữa khác thì mình sẽ ăn rau khác đúng không? Mình sẽ cho thịt vào, xoay thịt này lên. À và đây, cái chú ý ấy là khi mà mọi người xào rau thì mọi người hãy cho rau vào cái khâu này để xào cùng đúng không? Tuy nhiên thì với cái rau này ấy, mọi người nên xoay thịt lên này, cho nước vào. Và khi nào mà sôi nước thì mình mới cho rau vào. Thì như thế rau nó không bị nũng, không bị nồng. Và cái nước dùng của nó ấy, nó lại rất là ngọt luôn. Lần trước thì mình cho rau vào cái... Đây là đoạn này là mình cho rau vào mình xào luôn. Mình nghĩ là nó sẽ như vậy là rau nó sẽ ngấm gia vị, nó sẽ ngon đúng không? Nhưng mà nó lại bị nồng. Và lần sau thì mình thử bằng cách khác là mình đun sôi nước và mình cho rau vào thì là lúc đấy ăn nó lại rất là ngon. Quan trọng là mấy đứa trẻ con nó lại ăn. Mọi người cho vào đây một chút bột canh nhé. Đó và mình sẽ cho nước vào. Ok, lại vung vào chờ sôi và mình cho rau vào thôi. Nước sôi rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cho rau vào. Cũng không cần phải tắt bếp luôn đâu. Mình cứ đun một chút. Rau này thì mình không thái bởi vì mọi người nhìn này, mình lặt nó toàn có lá thôi, còn cái cọng của nó thì mình vứt đi. Thế nên là mình không cần phải thái. Sau đó là mọi người nêm nếm cho vừa ăn thôi. Mình sẽ cho vào một chút bột canh nữa. Nãy mình cho rồi thì giờ mình cho một chút thôi. Okay. Một chút bột ngọt. Mình cho vào đây một chút nước mắm nhé. Vậy thì canh nó sẽ thơm hơn. Mình sẽ cho vào cái lúc mà nó gần được ấy. Rồi. Cần như thế này thôi là mình sẽ tắt bếp để đấy. Mình nếm thử xem nào. Rất là vừa rồi mọi người. Vừa. Ôi mình bị phỏng mồm, nó nóng quá. Mình điều một bát canh như thế này nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nấu thêm một món mặn nữa rồi gọi bọn trẻ về ăn cơm nhé. Hai đứa đang chơi cái gì đấy? Chơi câu cá. Hôm nay là chủ nhật nên là mỗi người đi chơi một nơi mọi người ạ. Hai chị lớn thì đi chơi một nơi, còn Hoàng An thì lại chơi với An Bình. An Bình ơi, thế mẹ hỏi này. Thế anh có yêu con gái mẹ không? Có à? Mẹ ơi, lúc đấy. Thế biết con gái mẹ tên là gì không? Hả? An Bình, em này tên là gì? Em tên là Hoàng An nhá. Yêu con gái nhà người ta lại còn không biết tên nữa chứ. Thế cơ chứ. Này thế mẹ hỏi này. Mẹ hỏi An Bình này. An Bình, anh yêu con gái mẹ thật hả? Được không? Em đang có chụp ảnh. Hai đứa chơi với nhau từ sáng đến giờ từ. Thế à? Sao con lại có cái thời trang mà nó phang cả cái thời tiết thế hả con? Hôm qua thì nóng ơi là nóng. Đi mặc cái áo dài kín hết cả người. Nào. Con giống Lady Gaga lắm đấy con ạ. Thế Hoàng An giờ lại yêu An Bình rồi à? Thế à? Yêu, không có yêu đồ đâu, mà con yêu này. Anh Đức cái sâu. Yêu anh Đức với An Bình. Thế à? Anh Đức chơi với con, An Bình cũng chơi với con. Anh Đức con đem vào thùng rác con để. Mà anh Đức buồn cười lắm. Hôm đấy anh Đức chơi với con, cứ dí dí cái kia vào mặt con rồi buồn cười lắm. Thế à, trêu con hả? Trêu, con thích trêu buồn cười. Cứ dí dí này, đảo này cái đồ chơi về vòng vòng tròn ấy, mà cứ dí dí này vào mặt rồi vui lắm. Anh Đức chơi vui. Thế ở lớp ngoài anh Đức ra thì con còn có những bạn nào nữa? Khánh Ngọc không chơi với con, Hải Yến không chơi với con. Sao Khánh Ngọc với Hải Yến lại không chơi với con? Vì con đâu có đi ra cùng với Khánh Ngọc. Thế An Bình ra mẹ hỏi này. Tí con lại kể tiếp cho mẹ hả? Xong rồi khi lúc mà anh Đức đã không chơi với con, không chơi với Khánh, anh chơi với bạn gì đấy. Thì con để trêu anh Đức. Thế Hoàng An bật thêm cho mẹ cái điện bên này cho nó sáng này. Này á? Bên này á? Đúng rồi, con bác ghế lên con bật. Thế An Bình ơi, con học cùng lớp Hoàng My đúng không? Thế ở lớp thì Hoàng My ở tổ mấy, con có biết không? Con có cùng tổ với Hoàng My không? Con tổ mấy? Tổ 2 rồi. Hoàng My tổ mấy? Tổ 4. Đúng rồi, giỏi. Số thứ tự của con là số mấy? Số 5. Đúng rồi. Thế con đang chơi trò gì đây? Đúng rồi. Đúng rồi, Hoàng An cũng số 5. Thế con ở tổ mấy? Con ở tổ mấy? Tổ con là tổ mấy? Con ngồi ghế màu gì? Con ngồi ghế màu gì? Mai con để ý nhá, xem là ghế của con màu gì. Rồi con hỏi cô là tổ con tổ nào nhá. Màu xanh nước biển à? Màu xanh nước biển là tổ 2 phải không? Mai con hỏi lại nhá, xem lớp con màu xanh nước biển là tổ mấy. Thế hai đứa đang chơi trò gì đây thế này? Chơi đồ chơi. Đồ chơi này đồ chơi gì? Đồ chơi cá câu. Cá gỗ hả? Cá câu câu câu. Đồ chơi này của mẹ đấy. Mẹ cho anh mượn anh chơi đấy. Thế bây giờ anh biết chữ, anh đọc chữ cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, anh nhìn này. Anh nhìn này. Anh ngốc. Ông không nhìn thấy người yêu là chưa, không nhìn thấy người yêu. Anh nhảy được qua mỗi tay, anh nhảy được qua bình yên. Ok, đây đây để con cho mẹ cho bà xem đây này bà ơi. Hôm qua là đi ngủ nô nhau xong là dẫm vào tai đây này, bị cái bông tai nó đâm vào tai đây này. Đấy, hôm nay là mẹ sẽ tính là mẹ sẽ phải tháo cái bông tai này ra và mẹ sẽ xỏ chỉ thôi. Xỏ chỉ là an toàn nhất nhá. Còn đeo cái khuyên hay là cái gì thì nó cũng sẽ bị chọc vào tai đấy, không có an toàn tí nào hết. Ở trong tai. Không đau, cái này thì mẹ nó có lỗ sẵn rồi, mẹ chỉ xỏ nó vào thôi. Đấy. Được chưa? Có lỗ rồi á. Ừ. Ok không nào. Bắn con cỡ đây à? Thế à? Ừ, mẹ nấu sữa chua nếp cẩm ngon đấy, tí con có ăn không? Ừ, mẹ cho mua. Không ăn á? Trà sữa chân châu chip chip. Thế hả? Thế mà anh lại không cầm cho mẹ ăn với. Hả? Có ngon không? Mai anh phần mẹ ăn với nhá. Ok. Bây giờ mẹ tắt máy nhá. An Bình này, thế An Bình có nhớ bà ngoại không? Có muốn về với bà ngoại không? Ừ? An Bình thích ở nhà bà ngoại hay thích ở nhà bà nội? Nhà bà nội, bà ngoại. Cả bà nội bà ngoại hả? Ok, nào bảo bố Phước với mẹ Thu cho về bà ngoại chơi hả? Vâng, mẹ nội ở đây bà ngoại, ba Phước về An Bình. À, ba Phước với An Bình về thôi hả? Vâng, mẹ ở đây. À, còn mẹ ở đây. Ok, thế anh có cho mẹ về với không? Có cho mẹ vợ về với không? Em vợ về không? Thế nhá, thế bye bye đi cho mẹ tắt máy nào. Bye bye.